mình có hai bé. Bé nhỏ thì đang học mầm non ở chỗ cơ sở Lê Đức Thọ. Còn bé lớn thì là Tú Anh đang học lớp 2 ở tiểu học. Thì cũng khoảng được 3 năm, gần 4 năm thì mẹ Trang đã gắn bó với ngôi trường Tuệ Đức của mình. Mẹ rất mến khi mà một ngôi trường có những cái triết lý giáo dục. Mẹ cũng quan sát rằng là đôi khi thì có những ngôi trường ngoài kia họ chưa có đẩy mạnh về triết lý giáo dục mà mạnh mẽ, nhưng mà khi đến với trường thì mẹ đã thấy được rằng là cái việc có triết lý giáo dục nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ sinh thái của ngôi trường. Bản thân mẹ thì quá trình mà theo dõi các con cùng trưởng thành thì mẹ thấy rằng là hai bạn thì rất là mến trường, các con đi học cũng rất là vui vẻ. Trong quá trình đồng hành thì mẹ thấy trường có cái sự gắn kết với phụ huynh bằng những cái chương trình như là thiền trà, chia sẻ hay là hội xuân. Và mẹ nhận thấy rằng là các cô giáo ở đây thì thực sự rất là dụng tâm. Bởi vì khi mà mẹ đi ngang qua buổi chiều hoặc là buổi trưa thì ở đâu đấy những cái lớp học phụ như kiểu lớp học âm nhạc hay mỹ thuật thì mẹ thấy các cô đều ở lại khoảng đến 6-7 giờ tối là bắt đầu đang cắt dán những cái chủ đề để các con có thể học tập, giao lưu. Thì mẹ cảm thấy thực sự rất là biết ơn cái sự chăm sóc tận tình của các thầy cô. Và những cái điều đó thì không thể cân đo đong đếm được. Còn thêm vào đó thì mẹ thấy rằng là những cái cô giáo đồng hành với các con hay là những thầy cô giáo khác cũng vậy. Các thầy cô cũng quan tâm rất nhiều đến cái cảm xúc của con và luôn luôn có cái sự liên kết giữa với ba mẹ. Thực sự là bản thân mẹ cũng rất là hạnh phúc khi cảm thấy rằng là có một môi trường để cho con mình có thể phát triển ngay từ cái thuở bé. Thì đó là một cái điều mà mẹ cũng rất là tâm đắc khi mà chọn trường. Mẹ cảm thấy thực sự rất là hạnh phúc. Thì trong cái quá trình học tập ở trường Tuệ Đức á, mẹ quan sát thấy Tú Anh cùng như Vương Anh á, là bạn mẹ có hai bạn mà. Thì Tú Anh thì con rất là trưởng thành, là có những cái việc mà con làm được trong cái khả năng của con á, như là rửa bát này hay là dọn đồ thì con đều nói là mẹ để con làm cho. Thì mình cảm thấy thực sự rất là hạnh phúc rồi. Thế là mình bảo trời ơi sao mà hạnh phúc vậy. Tại vì thực tế là ở nhà mình chưa dám giao cái công việc đó cho con. Nhưng mà khi mà con nói như vậy mình thấy wow, chứng tỏ con học được rất nhiều điều ở nhà trường. Rồi khi mà con được cô Thảo đồng hành thì con cũng biết chia sẻ với các bạn rất nhiều món đồ. Nên là mẹ cảm thấy là ở con á, cái sự phát triển mạnh mẽ vượt bậc nhất đó là cái sự chia sẻ với các bạn, cái sự có thể độc lập trong những cái sinh hoạt cá nhân của chính mình. Ngày nào đi học với con cũng là những cái ngày vui. Thì đó là những cái quá trình mà mẹ cảm thấy mẹ rất là ghi nhận và biết ơn con cùng với nhà trường. Tú Anh đã trải qua có những cái chuyến trải nghiệm ban đêm, đặc công rừng xác này, Tết trưởng thành này. Mẹ cảm thấy bạn cực kỳ trưởng thành luôn á. Và bây giờ mẹ cảm giác rằng là để cho bạn ở đâu á, bạn cũng đều có thể tự tin. Bạn có những cái chia sẻ rất là hay sau những cái buổi trải nghiệm về. Và đó là những cái bước mà mẹ rất là mến nhà trường, bởi vì có những cái môi trường để cho con rèn luyện không chỉ ở trong nhà trường mà ở còn ngoài nhà trường nữa. Thì mẹ rất là vui và hạnh phúc. Trân trọng biết ơn nhà trường đã tạo một môi trường, tạo một bối cảnh để cả phụ huynh, cả các em học sinh đều có thể học tập, phát triển. Và các thầy cô giáo cũng được vun bồi hàng ngày. Thì cũng kính chúc các thầy cô, quý phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh của trường Tuệ Đức thì thành công, sức khỏe và hạnh phúc. Bởi vì con không bao giờ bé lại. Bởi vì những năm tháng mầm non, tiểu học và trung học có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển nhân cách và hành trình tương lai của con. Hãy lựa chọn ngôi trường phù hợp và trao cho con những giá trị tốt nhất. Ba mẹ hãy cùng Parkway Tuệ Đức kiến tạo các thế hệ học trò tương lai và trao cho con những giá trị hạnh phúc. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết,
quý phụ huynh vui lòng liên hệ hotline 1900 6462 hoặc truy cập website www.parkway.edu.vn. Cùng Parkway Tuệ Đức, vươn tầm tri thức, chắp cánh tương lai.